Chào các bạn. Chú mèo Wincat đã mất được gần 3 tháng. Khu mộ của chú rất nhiều cây cỏ mọc, nhưng mà không hiểu tại sao trong đất tôi không trồng khoai tây mà tự nhiên lại ra rất nhiều củ. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Tôi sẽ bới lên xem được bao nhiêu củ khoai tây. Các bạn xem nhé. Chú mèo đã mất được đến nay là khoảng 2 tháng 28 ngày. Cũng gọi là 3 tháng. Lên rất nhiều khoai tây. Sau một hồi đào bới thì được từng cây khoai và tôi nhặt được một viên đá quý. Đấy. Bên này để tôi xem có đúng phải đá quý không các bạn nhé. Rất kỳ lạ luôn, lẫn vào trong cả khoai. Chắc linh hồn của chú mèo đã ứng nghiệm và không phụ lòng ông chủ, nên chú đã biến thành một viên đá quý. Khu mộ của chú mèo gần cạnh ngay một bụi sim.